Về gãy xương thì vì sao ạ? Vì nó giúp chúng ta tái tạo xương khớp, tăng sự phát triển của xương. Đó, nó sẽ làm cho chúng ta mà cái vết gãy mà mau liền, mau lành, và nó bổ sung lại cái mô xương bị mất do chúng ta bị chấn thương. Ngoài trị gãy xương, nó còn hỗ trợ điều trị với ví dụ dây chằng hoặc là cơ gân bị tổn thương do chúng ta bị va đập. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cho nam và nữ luôn, trị cái vấn đề là yếu mềm xuất sớm của nam, rồi cái trị cái bệnh của nữ mà bị hạn chế cái việc ham muốn, rất là tuyệt vời khi mà chúng ta pha trà uống. Rồi thêm nữa, ngoài công dụng đó thì nó còn giúp chúng ta bảo vệ gan và ống mật rất là tốt đó. Và nó hỗ trợ phòng được những cái bệnh ví dụ như đột quỵ tim, tuyệt vời. Thực sự cây này thì người ta đã sử dụng, thế giới người ta đã sử dụng làm thuốc từ rất lâu rồi, từ ngàn năm trước rồi cô bác anh chị mình. Nhưng do thời buổi hiện đại chúng ta lo đi tìm kiếm tiền, tìm kiếm tương lai, rồi không có thời gian, khi bệnh thì chúng ta chỉ biết tìm đến Tây Y. Như vậy thì rất là tiện luôn, nhưng đối với những người không có tiền thì người ta phải chịu đựng thôi. Như vậy thì cây này hôm nay Hải lại chia sẻ lại cho cô bác anh chị mình. Xin chào cô bác anh chị. Thì hôm nay Hải tiếp tục đã tìm được một cái loại cây rất là tuyệt vời để chia sẻ lên cô bác anh chị mình. Cái tật Hải là như vậy, tìm được cái loại cây nào tuyệt vời thì rất là mong muốn chia sẻ lên cho cô bác anh chị mình mau liền, lập tức. Thì hôm nay loại cây này Hải cũng đã tìm lâu rồi, thấy lâu rồi, và Hải cũng đã ương nó lên rồi. Hải đi xin người ta cô bác anh chị mình, loại cây này giờ nó hiếm lắm. Mình đi xin người ta được vài khúc ấy, mình về mình ương lên, giờ nó đã lên được nhiêu đây rồi. Thì hôm nay Hải chia sẻ của anh chị mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao mà Hải phải đi xin người ta? Bởi vì cây này nó tốt cho sức khỏe chúng ta. Nó có thể giúp mau liền xương. Nói về cái vấn đề mau liền xương, tái tạo xương khớp này, thì mình nhớ đến một cây, đó là cây hầu bị tóc. Mà cây hầu bị tóc ấy, thì mình cũng đã ương lên và nó có hoa rồi. Và bây giờ cây nó cũng còn chưa có lớn lắm, cho nên hoa của nó thì chưa nhiều, cho nên hạt của nó chưa nhiều, cho nên Hải chưa tặng của anh chị mình. Thì tiếp tục thì cây này nó cũng, cái tác dụng nó giống như cây hồ bị tóc, ngoài ra nó còn có thể tốt hơn nữa, bởi vì nó còn nhiều cái công dụng khác nữa. Đó, công dụng của nó, cái cây mà hôm nay Hải muốn chia sẻ của anh chị mình, đó là nó có thể tái tạo tế bào xương, tái tạo tế bào xương khớp rất là tốt, rất là tuyệt vời. Ví dụ chúng ta bị gãy xương bó bột, ví dụ trong vòng 1 tháng thì nó mới bắt đầu tái tạo cái tế bào xương chúng ta, bắt đầu thôi nha. Còn riêng có sử dụng cây này để chúng ta đắp vào thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại bằng 1/2, 2 tuần thôi là nó sẽ tái tạo. Đó, như vậy rất là tuyệt vời, chúng ta chỉ cần đắp bên ngoài thôi. Ngoài ra loại cây này, ví dụ khi mà chúng ta bị gỉ sét á, hoặc là bị rít cắn, rắn cắn, chúng ta chỉ cần chả đắp bên ngoài thì rất là tuyệt vời. Đó. Và ngoài ra nữa, loại cây này nó rất là tốt của bác chị mình, là nó có thể khi mà dùng nó để làm trà uống thì nó có thể giúp chúng ta gì ạ? Nó phòng được vấn đề là chúng ta bị loãng xương, rồi có nghĩa là bị rối loạn chức năng xương đó. Nó làm chúng ta bị loãng xương nè, rồi xương bị yếu nè, đó, dễ gãy, dễ bể, dễ bị nứt, dễ bị mẻ đó. Ngoài ra nó có thể khi mà dùng trà của nó uống thì nó có thể giúp chúng ta phòng được những căn bệnh mãn tính, ví dụ như bị đột quỵ tim, hoặc là những cái bệnh về tim, rồi bị tiểu đường, rồi bị gan nhiễm mỡ đó. Nó bảo vệ gan, bảo vệ ống mật chúng ta, và nó sẽ phòng chúng ta bị đột quỵ rất là tốt, tuyệt vời hơn các anh chị. Như vậy làm sao mà Hải lại giấu cho Hải, để riêng cho Hải được? Hải sẽ chia sẻ lên cho các anh chị mình, rồi sau này Hải sẽ tặng không cái giống cho các anh chị mình nữa. Và đó là loại cái gì mà nó nhiều cái công dụng tuyệt vời như vậy, mà có thể các anh chị mình biết, nhưng cũng có thể chúng ta từ nào chưa thấy. Đây này các anh chị. Thì đây này các anh chị mình nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây. Đó, đây. Đây là cây chìa voi bốn cạnh. Rất lạ đúng không các anh chị mình ha? Đây là cây chìa voi bốn cạnh mà mình đã xin giống được. Và bây giờ mình đã ương được như thế này rồi. Nó lên nhánh như thế này nè. Đây. Bởi vì sao mình xin giống cây này về ạ? Bởi vì khi mà cô bác anh chị mình trồng cây này nó có thể bò lên hàng rào như thế này,
trồng hàng rào được. Và nếu của anh chị mình có sở hữu được cây giống này thì mình nói cái câu ẩn dụ là còn quý hơn vàng của anh chị mình để trong nhà nữa. Bởi vì sao ạ? Cây này nó hỗ trợ điều trị chúng ta phòng được những căn bệnh rất tuyệt vời. Ví dụ như phòng những căn bệnh gì ạ? Nó có thể phòng chúng ta là những căn bệnh là đau nhức xương khớp, rồi phòng được các bệnh như mãn tính, ví dụ như là tim, đột quỵ tim rồi đó của anh chị mình à, và tiểu đường và đột quỵ. Rồi nó sẽ bổ sung cái vấn đề mà xương chúng ta nó bị suy giảm, rồi nó gây ra chúng ta bị loãng xương, đau khớp. Ngoài ra cây này nó có thể hỗ trợ chúng ta bó gãy xương rất là tốt, bó gãy xương rất là tốt. Ví dụ như chúng ta đi bó bột thì có thể là một tháng sau thì nó mới bắt đầu nó bắt đầu là xương chúng ta mới tái tạo cái mô xương và nó lần liền xương. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng cây này thì nó sẽ rút ngắn thời gian bằng 1/2. Rất tuyệt vời không các anh chị? Ngoài ra nó còn rất là nhiều công dụng khác mà bây giờ mời các anh chị mình đi vào nội dung chính của video hôm nay. Thì đây là cây chì vôi bốn cạnh, hoặc còn gọi là cây nho tía, hoặc còn gọi là cây dân gian người ta hay gọi là cây nọc rắn. Bởi vì sao? Bởi vì cây này nó trị về vấn đề nọc rắn nè, rồi nọc rít nè, rồi ví dụ những cái vật gỉ sét, bị gỉ sét á, nó chúng ta dặm vào thì thường thì chúng ta đi chích ngừa. Còn vấn đề này nếu chúng ta nhà xa không có tiền thì khó khăn thì chúng ta chỉ cần giả cây này thôi, chúng ta đắp vào thì nó sẽ giúp chúng ta là hút gỉ sét ra, đỡ sưng rất là tốt. Rồi cái này họ là họ cây họ của nó là họ nho Vitacea, tên khoa học của nó là Quercus quadrangulus. Loại này nó thường phổ biến ở châu Á và châu Phi. Cái vấn đề này hôm bữa thì cũng có một bạn hoặc là một anh gì đó, mình cũng không biết tên, bởi vì mình thấy cái tài khoản YouTube thôi, cái kênh thôi, thì nói mình là nên nói rõ vấn đề phổ biến giống loài ở từ từng loại cây ở từng nơi nào. Thì đây ạ, loại này nó phân bố nhiều ở châu Á và châu Phi, bởi vì cái anh hoặc là cái chị này ở ngoài nước ngoài. Loại này thì chúng ta sẽ thu hái để sử dụng quanh năm đó. Loại này cái trái của nó đó thì nó gần, nói chung là chùm mình sẽ để hình ảnh trên của bác anh chị mình vì sao mà gọi là nho tía ha, cái hoa và cái trái của nó. Rồi chúng ta có thể sử dụng khô hoặc sử dụng tươi. Nếu chúng ta sử dụng tươi thì chúng ta sử dụng đắp ngoài, sử dụng khô thì chúng ta pha trà uống. Tác dụng của nó nè: lợi tiêu hóa, trị rối loạn tiêu hóa, giúp bổ máu, trị rắn cắn, mau liền xương, bệnh gút, hỗ trợ một số vấn đề trị bệnh mãn tính, ví dụ như bảo vệ gan, bảo vệ tim. Rồi bởi vì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều cái chất chống oxy hóa rất là tốt. Và cái lượng vitamin C trong cây này cũng rất là nhiều đó, nó hỗ trợ rất là nhiều bệnh. Mà trong video hôm nay Hải sẽ nói một phần nào đó cho các anh chị mình tham khảo. Rồi về giống thì tới đây thì các anh chị mình: ôi cây này mua đâu, biết đâu mà mua. Thì các anh chị yên tâm đi, Hải đã ương nó lên như thế này rồi, thì sau này Hải nó ra nhiều rất là dễ, cắt khúc thì trồng thôi. Thì Hải sẽ tặng cho người vài khúc, cây này rất là mau lớn luôn đó, chị tặng cho mọi người vài khúc để chúng ta có thể về chúng ta ương ha. Rồi vấn đề giống thì yên tâm rồi. Rồi ở nước ta đó, người dân thường dùng cây này để pha làm, để sắc làm trà uống cho phụ nữ sau sinh mau lại sức, và những người thiếu máu những người thiếu máu sau bệnh ha. Còn ở Ấn Độ, lưu ý mình nói rất rõ, ở Ấn Độ người ta dùng cái lá và chồi hoa này để làm bột trị rối loạn tiêu hóa. Dịch của cây trị rối loạn kinh nguyệt, thân của nó giả nát thì bó gãy xương đó. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ luôn, trong khi mà chia sẻ thông tin thì mình sẽ chia sẻ luôn cái cách luôn. Thì khi mà bị gãy xương á thì cô bác chị mình á là lấy cái thân của nó nè, cái thân non, đừng già quá, cứ vừa non non hoặc là vừa già thôi, tùy theo cái chỗ chúng ta bị bệnh ha, bị cần trị. Ví dụ ngón tay thì chúng ta lấy ít, cái bắp đùi, cái đùi chúng ta thì chúng ta sẽ lấy nhiều, tùy theo cái không cái diện tích mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta lấy và giả nát và đắp vào, cố định vào thì nó sẽ giúp chúng ta mau liền xương rất là tuyệt vời. Còn khi mà cô anh chị mình bị rắn cắn nè, bị đinh sét nè, hoặc là bị nọc á, ví dụ bị ong chích nè, rồi này nọ,
thì các anh chị mình đừng lo, chúng ta sẽ lấy như vậy, lấy cái phần non giả nát và đắp vào thì nó sẽ rút ra cho chúng ta rất là tốt. Nhưng về rắn cắn thì Hải xin nói thêm là cái đây mình xem là cách sơ cứu, cấp cứu thôi. Chúng ta cũng phải caro, rồi chúng ta cũng phải đến bệnh viện ha, để chúng ta thăm khám cho nó rõ ràng, chứ không phải là ỷ lại nó là không được. Đó, đắp thì đắp nhưng chúng ta vẫn đến bệnh viện. Rồi, về gãy xương thì vì sao ạ? Vì nó giúp chúng ta tái tạo xương khớp, tăng sự phát triển của xương. Đó, nó sẽ làm cho chúng ta mà cái vết gãy mà mau liền, mau lành, và nó bổ sung lại cái mô xương bị mất do chúng ta bị chấn thương. Ngoài trị gãy xương, nó còn hỗ trợ điều trị với ví dụ dây chằng hoặc là cơ gân bị tổn thương do chúng ta bị va đập. Đó, như vậy thì mới quý hơn các anh chị mình ha. Đó, Hải thường xuyên tìm và tham khảo những cái bài thuốc dân gian, những cái trang mạng uy tín, những cái người thầy thuốc mà chia sẻ lên trên cái cộng đồng mạng. Hãy chia sẻ, hãy tham khảo những cái hay đó, những cái tốt đó để hãy chia sẻ lên cho các anh chị mình. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cho nam và nữ luôn, trị cái vấn đề là yếu mềm xuất sớm của nam, rồi cái trị cái bệnh của nữ mà bị hạn chế cái việc ham muốn. Rất là tuyệt vời khi mà chúng ta pha trà uống. Đó, nam thì lịch cần xuất sớm, yếu mềm xuất sớm thì nó sẽ giúp chúng ta tăng cái sự gọi là chịu đựng dẻo dai, rất là tuyệt vời. Rồi thêm nữa, ngoài công dụng đó thì nó còn giúp chúng ta bảo vệ gan và ống mật rất là tốt. Đó, và nó hỗ trợ phòng được những cái bệnh ví dụ như đột quỵ tim, tuyệt vời. Đó, thì cái liều lượng sử dụng á, cái liều lượng tươi để chúng ta đắp ngoài thì như Hải đã nói hồi nãy, còn cái liều lượng sử dụng trong á thì loại cây này á, theo nghiên cứu gần đây á, thì người ta dùng liều lượng cao thích hợp thì nó cũng không có ảnh hưởng cơ thể. Đôi khi nếu mà chúng ta dùng quá liều thì nó sẽ cũng không ảnh hưởng nhiều, ví dụ như nó làm chúng ta bị nóng bụng nè, khô miệng nè, nóng cuốn họng nè, đó như vậy. Cho nên á, chúng ta nên sử dụng đúng liều lượng. Đó, ví dụ chúng ta làm trà uống thì chúng ta sử dụng từ 10 đến 20 gram khô. Chúng ta đem về chúng ta chặt khúc, mua nước muối loãng, nước sạch để ráo, rồi chúng ta phơi khô xong là chúng ta làm trà uống. Chúng ta sử dụng toàn thân hết các anh chị mình ha. Rồi chúng ta lấy từ 10 đến 20 gram khô. 1 kg nó có 1000 gram, chúng ta chỉ lấy 10 đến 20 gram khô rồi chúng ta pha trà uống như bình thường. Pha trà uống như bình thường. Đó. Ví dụ như 10 đến 20 gram thì chúng ta nấu nửa lít nước sôi đổ vào và chúng ta ủ trong vòng 10 đến 15 phút thì chúng ta sử dụng đó trong ngày. Đó, như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta gì ạ? Nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ cái vấn đề suy giảm sức khỏe xương, giảm đau khớp, viêm khớp, phòng được các bệnh mãn tính ví dụ như tim, rồi tiểu đường, rồi gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi đột quỵ. Rất là tuyệt vời từ loại cây này. Đó, như vậy thì cô bác anh chị mình thấy rằng cái câu nói đầu tiên của Hải ở trong video này là khi có cây này thì nó sẽ quý hơn vàng, có đúng không ạ? Thực sự cây này á, thì người ta đã sử dụng, thế giới người ta đã sử dụng làm thuốc á, từ rất lâu rồi, từ ngàn năm trước rồi của anh chị mình à. Nhưng do thời buổi hiện đại chúng ta lo đi tìm kiếm tiền, tìm kiếm tương lai, rồi không có thời gian, khi bệnh thì chúng ta chỉ biết tìm đến Tây Y. Như vậy thì rất là tiện luôn. Nhưng đối với những người không có tiền thì người ta phải chịu đựng thôi. Như vậy thì cây này hôm nay Hải lại chia sẻ lại cho các anh chị mình. Nguồn thông tin thì hãy lấy từ những trang trang uy tín ở trên mạng, trên thế giới, và kết hợp với lại những cái cuốn sách nói về thuốc cổ, hoặc là những cái cuốn sách của những vị lương y có nổi tiếng, hoặc là những kênh YouTube của những người thầy thuốc có tâm có đức, để Hải đúc kết lại và Hải chia sẻ lên đây cho các anh chị mình tham khảo. Đó, và cuối video Hải cũng lưu ý các anh chị mình, như ở trong video Hải đã nói thì chúng ta không nên sử dụng quá liều, bởi vậy thuốc thì chúng ta sử dụng đúng liều lượng. Đó, thứ hai nữa là khi mà bị bệnh thì chúng ta nên đi đến trung tâm y tế để khám bệnh, rồi chúng ta mới biết bệnh chúng ta là bệnh gì, thì khi đó
của anh chị mình á, muốn sử dụng đông y thì lấy cái bệnh án nó qua bên đông y, đó người ta sẽ cấp phát thuốc. Nếu muốn sử dụng những cây thuốc và những bài thuốc dân gian như thế này thì của anh chị mình nên hỏi qua ý kiến của bác sĩ đó, xem người ta có thêm bớt dược liệu hay không, bởi vì mỗi người bệnh nền khác nhau và cơ địa khác nhau. Vậy là Hải đã chia sẻ xong của bác chị mình những cái công dụng rất là tuyệt vời từ cái cây chìa vôi bốn cạnh này. Thường chúng ta nghe là nghe cái chìa vôi thôi đúng không, cái lá nó cũng giống cái cây đau xương này nọ, nhưng đây là cây chìa vôi bốn cạnh đó, rất tuyệt vời không của bác chị. Nói của bác chị mình tham khảo tới cuối video này thì rất là mong muốn có cái loại cây này, thì hãy xin hứa của bác chị mình gần 1-2 tháng sau thì Hải không dám chắc, nhưng mà có thể năm sau đi, khi mà Hải cho nó bò lên hàng rào nhiều đủ để tặng cho đại đa số của bác chị mình, thì Hải sẽ cắt mỗi người vài ba khúc để tặng của bác chị mình lại về làm giống một cái loại cây rất tuyệt vời như thế này, rất tuyệt vời của bác chị mình. Và cuối video mình cũng lưu ý của bác chị mình đó, khi mà chúng ta dùng làm trà uống thì chúng ta sẽ sử dụng từ 10 đến 20 gram dạng thuốc đem phơi khô. Phơi khô xong chúng ta chỉ dùng 10 đến 20 gram thôi, đừng dùng nhiều quá. Và chúng ta sử dụng ví dụ 10 ngày, một tháng chúng ta sử dụng 10 ngày thôi. Rồi tháng sau chúng ta sử dụng 10 ngày tiếp. Rất tuyệt vời của anh chị mình. Nó không những là nó hỗ trợ chúng ta về xương khớp mà nó còn hỗ trợ những bệnh mãn tính nữa. Rất tốt luôn. Về tim, về tiểu đường, về gan rồi về đột quỵ, rất tuyệt vời về mạch máu. Nó làm sạch mạch máu chúng ta, từ đó nó có thể hỗ trợ chúng ta phòng được bệnh đột quỵ. À, ví dụ mà nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não đó, như vậy rất tuyệt vời không. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Hải cảm ơn và chúc anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Nhớ cho Hải có giống, Hải sẽ tặng của anh chị mình. Bye bye của anh chị mình nha.